Xin chào các bạn, đã quay trở lại với Ngọc đến rồi. Chúng ta lại quay trở lại sau 2 ngày Ngọc không có video. Trong 2 ngày vừa qua thì Ngọc có một số công việc khá là bận cho nên là Ngọc không cập nhật video của các bạn. Tuy nhiên ở trên tài khoản Twitter thì Ngọc vẫn luôn luôn cập nhật những cái thông tin mà các bạn cần phải chú ý, cần phải quan tâm khi đầu tư vào thị trường crypto. Thì các bạn thấy là ở trong 2 ngày qua thì gần như là giá Bitcoin cũng không có dao động nhiều, vẫn loanh quanh ở cái mức là 16.800 đô thời điểm này là khoảng 16.900 đô và à, các bạn thấy là ở trong à, hai ngày qua thì cái thông tin lớn nhất á, lại là thông tin liên quan đến sàn Hobi thì các bạn thấy là sàn Hobi là một cái sàn khá là lớn á, lâu đời luôn nó là cái sàn mà Ngọc thấy là nó thành lập từ năm 2013 trước cả sàn uh, Binance luôn. Có một số thông tin liên quan sàn Hobby lát nữa phần sau Ngọc sẽ cập nhật cho các bạn. Tuy nhiên là tạm thời bỏ qua những cái thông tin ở trên thị trường crypto ở thì uh, hôm qua có một bạn nhắn tin hỏi Ngọc là thường là uh, Ngọc đọc những cái cuốn sách nào để có thể đầu tư vào thị trường tiền điện tử thì Ngọc nói thật là hiện nay cũng không có nhiều những cái cuốn sách chuyên biệt riêng để có thể đọc để chúng ta áp dụng và đầu tư trong thị trường tiền điện tử đâu. chúng ta chỉ có thể đọc những cái cuốn sách liên quan đến đến đầu tư chung thôi cho tất cả các lĩnh vực và liên quan đến tài chính là chính. Thì có lẽ là ở có ở một cái video nào đó Ngọc sẽ chia sẻ một số các cái cuốn sách mà Ngọc đã đọc và Ngọc thấy nó hay Ngọc sẽ giới thiệu để các bạn có thể đọc nhưng để trả lời nhanh cho các bạn đó. Thì ở trong video này Ngọc muốn chia sẻ là có hai cái cuốn sách mà ở trong hai đoạn này à, nếu như các bạn đầu tư trong thị trường à, tiền điện tử nói riêng hoặc là đầu tư chung á thì các bạn hoàn toàn có thể đọc um, rất là tốt. đọc nghĩ đó là cái cuốn sách đầu tiên là cuốn sách cơ hội thứ hai. Đây là cái cuốn sách à, của tác giả mà viết cuốn sách cha giàu cha nghèo á robert kiyosaki á thì các bạn thấy là cuốn sách này nó cũng viết về tư duy tài chính nhưng mà nó được viết dưới cái góc độ là chúng ta nhìn chúng ta chúng ta dùng tư duy tài chính của chúng ta để phản ứng để đối phó với những cái cuộc khủng hoảng những cái cuộc suy thoái diễn ra thì cái cuốn sách này ở trong thời điểm này ngọc nghĩ là chúng ta đọc nó sẽ rất là phù hợp đây là cuốn sách cơ hội thứ hai các bạn có thể lên tìm đọc cái cuốn sách này à, một cuốn sách nữa mà các bạn cũng nên đọc giai đoạn này và đặc biệt là đầu tư trong thị trường tiền điện tử một cái thị trường mà nó nó tạo ra lợi nhuận rất là lớn và nó có độ rủi ro cũng rất là lớn và nó có sự biến động rất là lớn thì các bạn nên đọc cái cuốn sách về tâm lý học về tiền và cuốn sách này các bạn đọc là các bạn phải đọc đi đọc lại và À, ngọc đảm bảo là nếu ai yêu thích về tài chính ai tìm hiểu về đầu tư và ai mà quan tâm đến tiền bạc thì các bạn sẽ rất thích cuốn sách này nhưng phải đọc đi đọc lại thì chúng ta mới thấm bởi vì đọc cái cuốn sách này nó không nói nhiều cho các bạn về cách các bạn đầu tư nhưng nó nói về cách các bạn À, cái tâm lý của con người đối với tiền bạc như thế nào và tâm lý của đám đông à, à, tâm lý về tiền rồi những cái mà à, chúng ta à, quản lý cái lòng tham chúng ta hiểu biết về cái sự vận hành của đồng tiền à, con người đối xử với nó như thế nào thì đọc những cái này ý, chúng ta nếu mà các bạn thấm được á, thì các bạn sẽ quản lý được cái cái lòng tham của các bạn rất là tốt để uh, các bạn áp dụng vào trong cái thị trường đầu tư crypto này khi mà các bạn cảm thấy cái cái độ FOMO của tất cả mọi người quá là lớn thì các bạn biết là lúc đấy là tất cả mọi người đang tham lam thì các bạn hiểu được điều đó thì các bạn sẽ biết là lúc đấy các bạn sẽ phải làm gì. Đó và ngược lại thì khi mà mọi người chán nản, khi mọi người không quan tâm đến tiền bạc nữa, không quan tâm đến các cái tài sản đầu tư nữa thì các bạn sẽ biết là các bạn phải làm gì thì cái cuốn học cuốn sách tâm lý học về tiền này rất là hay và các bạn có thể đọc và nên đọc cuốn sách này các bạn nên đọc một lần à, khi mà các bạn tìm hiểu về đầu tư tìm hiểu về tài chính cá nhân các bạn nên tìm hiểu để tìm cái đọc cái cuốn sách này ha? thì đây là hai cái cuốn sách ngọc giới thiệu nhanh cho các bạn quay trở lại với thông tin của uh, sàn hubi thì các bạn thấy là Cách đây 2 ngày thì có một cái thông tin là sàn Hobi giảm 20% nhân viên Cái điều đấy nó khiến cho cái đồng HT là đồng coi sàn của sàn Hobi Thì các bạn thấy là sau khi mà có cái thông tin uh, tin đồn đó, là sàn Hobi cắt giảm 20% Thì giá của đồng HT đã giảm từ 5.2 xuống còn 4.3 ngày hôm qua thì ngày hôm nay thì đã hồi phục lại một chút tuy nhiên là với cái mức giảm này là khoảng giảm gần 20% thì các bạn thấy khi bây giờ chúng ta nhắc đến sàn hô thì chúng ta phải nhắc đến rút tiền sân rút tiền sân thì những cái bạn mà mới tham gia vào mùa này tức là từ giai đoạn năm từ năm 2020 cho tới bây giờ thì các bạn chỉ biết là rút tiền sân là cái người lãnh đạo của mạng trôn tuy nhiên là các bạn biết là trước đấy đấy trước đây thì mà, uh, năm 2017 bảy Dứt Tiền Sân đã rất là nổi tiếng ở trong cái giai đoạn đó rồi và Dứt Tiền Sân cũng là uh, chủ sở hữu của cái sàn phononiex uh, cũng là một cái sàn khá là nổi ở trong thời điểm 2017 2018 Tuy nhiên hiện nay thì giữa tiền sân cũng chính là cái người sở hữu sàn hobi thì các bạn thấy là um, đây lại là một cái thông tin mà chúng ta thấy là nó liên tiếp À, giống như trước đây chúng ta thấy là sau cái sự kiện của FTX rồi đến các cái thông tin put của sàn à, Binance rồi bây giờ nó lại chuyển qua sàn à, Hobby thì cái sự thực này như thế nào thì thực ra cái thông tin cắt giảm nhân sự ở à, của sàn à, Hobby thì Ngọc đã chia sẻ ở trên tài khoản Twitter của mình nhé là thực ra cái điều này nó là một cái điều rất là tất yếu và nó nó không khác gì năm 2018 và năm 2019 cái thời điểm đấy thì các cái sàn các cái dự án cũng cắt giảm nhân sự và bây giờ Ngọc thấy là những cái cái sàn giao dịch á, cái lượng người dùng người ta giảm đi người ta không còn giao dịch nhiều nữa thì cái thu nhập của sàn cũng cũng giảm đi thì cái việc họ cắt giảm nhân sự là chuyện rất bình thường nhưng cái vấn đề ở đây là gì ngày à, khoảng cách đây 2 ngày ngày năm khi có thông tin cắt giảm nhân sự 20% thì rút tiền sân lúc đấy là phủ nhận không không xác nhận cái thông tin đó thì mọi người bắt đầu nghi ngờ và cả dẫn đến cái đồng HT thì giảm 12%. Và các bạn thấy là cũng đã có diễn ra một cái sự uh, một cái làn sóng rút tiền. Các bạn thấy ở trên đây thống kê là ở trong vòng 24 giờ của ngày 6 uh, vừa qua đó thì có một lượng lớn là khoảng 60 triệu đô la được rút ra khỏi sàn Hobi so với khoảng trong vòng 7 ngày thì là 94 triệu tức là chỉ trong vòng một ngày thôi mà rút ra 60 60 triệu đô la thì đây có lẽ là vẫn là cái nỗi sợ mà trước đây ấy, các bạn thấy là nó chúng ta vừa rồi chúng ta vừa bị cái cái vụ của FTX xong lại đến cái put của sàn uh, Binance và bây giờ lại tiếp tục đến cái put của sàn Huobi thì người dùng vẫn còn rất là sợ bất cứ gặp những cái thông tin gì uh, ở đây là cái thông tin cắt giảm nhân sự thôi cũng làm cho mọi người lo sợ và rút tiền ra khỏi sàn rất là lớn thì các bạn thấy đây là một cái thông tin mà mọi người đang sợ là không biết là có diễn ra cái hiện tượng banh rân không tức là rút ra ồ ạt thêm nữa thì sàn Huobi sẽ không có tiền để cho người dùng rút ra thì ngày hôm nay à, cũng lại có thông tin tiếp là rút tiền sân đã rút khoảng 100 triệu đô la à, đồng ổn định của mình ở trên sàn Binance và chuyển à, một nửa số tiền đấy và, bằng USDC và USDT vào sàn Hobi để tăng cái tính thanh khoản cho sàn Hobi thì à, đấy cũng là những cái thông tin mà những cái thông tin mà đến nay Ngọc cập nhật được. Tức là tóm lại các bạn thấy là ở đây đó Ngọc muốn chia sẻ cho các bạn thấy là À, việc cắt giảm nhân sự là cái chuyện rất là bình thường và đến đến hôm nay thì sàn Hobi cũng đã xác nhận là chính thức là xác nhận giảm nhân sự 20% và rút tiền sân là chủ của sàn Hobi thì cũng đã có một cái động thái là rút thêm tiền từ sàn Binance và nạp vào Hobi để tăng cái tính thanh khoản uh, trong khi mà mọi người đang đang uh, rút tiền ra khỏi sàn Hobi. Tuy nhiên có một cái thông tin mà các bạn thấy là nó đáng lo hơn á, đó, đó là hiện nay có thông tin là cái mã token HP này này là cái mã token mà uh, của sàn Hobi thì chính sàn Hobi đang giữ là khoảng 81% là một cái cái mã token của sàn tự tạo ra mà sàn giữ đến 80 uh, 81% uh, là một cái tỷ lệ phần trăm rất là lớn. Uh, ví dụ như các bác bạn thấy là sàn Binance cũng có đồng BNB nhưng mà đối với sàn Binance thì Ngọc nhớ là sàn Binance chỉ giữ khoảng uh, 14% thì phải. Thì đây mới là cái vấn đề mọi người lo sợ này tức là cái cái tiền thật sự á, và cái tài sản của sàn mà được tính trên cái đồng HT mà chính không phải là người dùng nắm giữ mà sàn nắm giữ đến 81% là một cái phần trăm rất là lớn thì đây là cái thông tin liên quan đến sàn Hobi thì nói chung á là ở thời điểm này khi mà những cái sự lo sợ của người dùng vẫn chưa hết thì bất cứ một cái thông tin nào mà liên quan đến việc uh, sàn sa thải uh, số lượng nhân viên lớn rồi uh, những cái nghi ngờ của sàn uh, và những cái nghi ngờ từ những cái động thái của những cái người lãnh đạo uh, rút tiền ra từ sàn này chuyển vào sàn của mình để tăng tính thanh khoản thì nó đều làm cho uh, mọi người uh, nghi ngờ thì đây là những cái thông tin liên quan đến sàn hobi mà ngọc muốn cập nhật với các bạn tuy nhiên có một cái thông tin mà quan trọng hơn á, mà các bạn cần phải lưu ý mà cái thông tin này nó sẽ khiến cho thị trường có cái phản ứng mạnh hơn đó là vẫn là cái thông tin từ Genesys Trading thì các bạn thấy Genesys Trading cũng chính thức xác nhận là sa thải thêm 30% nhân viên nhưng uh, tài khoản ở trên tài khoản lúc on trên thì cũng đã theo dõi những cái ví của uh, của Genesys Trading thì các bạn thấy là Genesys Trading có 10 cái địa chỉ ví lớn nhất và 10 cái địa chỉ này thì đang nắm giữ khoảng là 364 triệu uh, đô la tài sản bằng các cái đồng coi. Phần lớn là bằng ETH, USDC, BNB và một số các cái đồng coi khác. Thì các bạn thấy là uh, sau khi phân tích 10 cái địa chỉ ví này thì các bạn thì tài khoản lúc on trên thấy là Genesis Trading có các cái đối tác làm việc trước đây á, lớn nhất là Alameda và quỹ Thuyero Capital mà quỹ Thuyero Capital và Lam Alameda đều là hai cái đơn vị đã khai phá sản rồi và cái lượng mà lượng giao dịch vào và ra của 10 cái ví này đều liên quan đến thuya Capital và Alameda Research thì đây cái điều mà chúng ta đáng lo sợ mà phản ứng thị trường có thể phản ứng mạnh hơn đó, thì nó chính là Genesis Trading chứ không phải là Hobie thì có thể là trong thời gian tới các bạn thấy là Genesis Trading có thể sẽ không có tiền để có thể giải quyết những cái lỗ hỏng về tài chính hiện nay thì đây là những cái À, thông tin lớn nhất ở trong thị trường Trong vòng 1-2 à, ngày qua Ngọc muốn cập nhật cho các bạn Tóm lại là Ở thời điểm hiện tại Thì mọi người vẫn đang theo dõi Cái dòng thông tin liên quan đến Genesis Trading Liên quan đến à, DCG là công ty mẹ của Genesis Trading. Bên cạnh đấy thì có một số cái thông tin của sàn Hobby. Thì đối với cá nhân Ngọc là sàn uh, quan điểm của Ngọc thì sàn Hobi đã có từ lâu rồi, từ năm 2013 rồi. Và uh, Ngọc nghĩ rằng uh, cái sự lo sợ tạm thời, cái lượng rút tiền ồ ạt trong một hai ngày thì nó cũng sẽ diễn ra và chắc chắn là nó sẽ qua đi. Nếu như sàn Hobby cung cấp được đủ tính thanh khoản và không dẫn đến cái sự banh run thì uh, trong một vài ngày nó sẽ ổn định trở lại. Thì đây đây là tất cả những cái thông tin mà Ngọc muốn chia sẻ cập nhật nhanh cho bạn ở trong video ngày hôm nay. Cảm ơn các bạn và chúc các bạn có một ngày cuối tuần vui vẻ. Hẹn gặp các bạn ở những cái video tiếp theo.